chị. Em tên gì? Tên em với Việt Anh. Tình trạng của Việt Anh có tương đối nặng nhá. Ngủ nhiều này, tiêm nhiều này. Không cho dỗ không chị? Có chứ, không có dỗ. Em đã chữa ở những nơi nào rồi? Em chữa rất nhiều nơi, em chữa bệnh viện Gia Liễu nhỉ? Rồi chữa La Ghe. Bác vài thẩm mỹ viện đúng không? Vâng. Và hiệu quả mỗi lần chữa thì có thể đỡ không? Đỡ một chút thì nó được thẩm mỹ lại. Bao nhiêu lâu chữa thì lại? Khoảng 1 tuần. Chữa xong rồi 1 tuần không còn bị lại rồi? Vâng, nhưng mà chữa đỡ đỡ một chút lại lên. Ok. Bây giờ chị bắt đầu tiến hành lấy mụn và điều trị cho bạn nhé. Ok, bạn có thể ăn tiêm được và an tâm không? Một chút thôi. Các em đi nhiều nơi quá rồi. Không tin tưởng lắm. Hy vọng là sau khi chị lấy mụn sẽ không còn nghĩ như thế nữa. Ok cho em. Thì chị sẽ đăng kim cho em để điều trị với không gian này cho em nhé. Em đã sẵn sàng chưa? Chưa. Sẵn sàng chưa? Ok. Sau khi làm thuốc xong thì chúng tôi tiến hành bôi sữa ống chống ho thuốc cho bạn ấy nhé. Này thứ nhất là để cho khuôn mặt của bạn ấy xem cái độ chân lông luôn, nó sát khuẩn luôn và nó làm mịn bạn ấy. Đây là sữa ống chống ho thuốc, đây là mình dùng của sữa ống chống ho thuốc. Bạn ấy có thể xem màu sắc của sữa ống chống ho thuốc bên mình nhé, và màu sền sệt màu vàng. Và khi mà mình bôi cái dung dịch này lên trên khuôn mặt của bạn ý thì khuôn mặt của bạn ý rất là mịn màng. Bây giờ là mình đã xong rồi. Em thấy mình thấy chưa?